Bạn, hôm nay mình ngồi ở ngoài sân ha, để các bạn đổi không khí. Hôm nay trời ấm à, hôm nay mình có một cái chia sẻ với các bạn ha. Mình chia sẻ về thuốc ha. Mình có hai chai ở đây, một chai là Tylenol, một chai là Advil. Mình thấy hai loại thuốc này rất là thông dụng trong gia đình Việt Nam. Mình thấy gia đình Việt Nam nào cũng có ít nhất là một chai. Mà mỗi lần mà mình về Việt Nam thì gia đình ở Việt Nam của mình cũng hay nhắc mình là mua Advil nha con, mua nhiều Advil nha con. Tại mà mỗi lần nào mình mua cũng nhiều thiệt nhiều, mà mình về cái cũng không có thấy đủ chia, đủ biếu. Cho nên mình nghĩ là người Việt Nam mình rất là thích hai loại thuốc này. Cho nên loại thuốc nào cũng vậy, khi mà mình uống thì mình cũng có những cái lưu ý. Tylenol tương đối là an toàn. Nó bán ở trên thị trường lâu năm rồi, tương đối là cũng an toàn, nhưng mà không có nghĩa là 100% an toàn nha các bạn. Cũng có một vài điều mà mình trước khi mình uống mình cần phải biết. Thì thuốc nào cũng vậy, khi mà bạn vào tiệm thuốc tây bạn mua thì ở trên nó sẽ có cái tên, tên gọi là brand name, rồi ở phía dưới là có generic name và những cái số lượng của cái viên thuốc là bao nhiêu trọng lượng, 100mg, 200mg, thì 300mg chẳng hạn. Thì là cái những cái này là các bạn đã thấy ở trước, phía trước của chai thuốc. Và phía sau của những chai thuốc đó thường thường họ sẽ có in những cái booklet như thế này, những cái tờ giấy như thế này. Thì ở trên đây đã sẽ có những cái hướng dẫn cho các bạn cách xài thuốc ha. Thì ở trên đây nó có use là xài cho cái gì ha, uống liều lượng bao nhiêu, 200mg, uống một viên bao lâu, uống một viên hay hai viên, cách mấy tiếng uống một lần, một ngày uống bao nhiêu viên, uống khoảng bao lâu, thì họ đều ghi ở trên đây. Và có những cái warning là những cái mà các bạn cần phải lưu ý, họ cũng có viết ở trên này. Và trên này cần có tên của cái hãng thuốc, địa chỉ và số điện thoại. Số điện thoại các bạn có thể dùng để gọi vô nếu mà các bạn có những cái thông tin hay là những cái câu hỏi gì, các bạn có thể gọi vô và sẽ có người túc trực và trả lời những cái câu hỏi của bạn về cái loại thuốc này ha các bạn. Và mỗi cái trên thuốc, chai thuốc nào cũng vậy, sẽ có hai cái số. Một cái số là expiration date, là cái số quá đát của cái thuốc đó đó các bạn. Khi mà mình mua, mình nên nhìn cái số expiration date trên cái thuốc này, là cái số quá đát, coi nó còn xa hay nó gần ha các bạn. Và một cái số nữa nó gọi là lot number, là cái mã số của chai thuốc. Thì mỗi lần mà hãng thuốc họ làm ra một cái nồi thuốc chẳng hạn, thì họ sẽ cho cái nồi thuốc đó cái mã số, rồi cái mã số để sẽ được in ở trên từng chai thuốc, để khi mà những cái chai thuốc đó bán ra thị trường mà lỡ mà có một cái vấn đề gì đó mà họ cần phải thu hồi cái số lượng thuốc đó lại, thì họ sẽ theo cái mã số này và họ sẽ thu hồi ha. Họ sẽ thông báo trên TV, báo chí. Thời buổi này thì có internet, thì có thể là họ in họ thông báo và thu hồi cái loại thuốc đó với cái mã số đó. Rồi khi mà các bạn đọc báo hay các bạn thấy mà nếu mà mình có cái thuốc đó, thì mình có thể đem đến cái nhà thuốc nào đó gần nơi mình ở, mình trả lại và họ sẽ hoàn tiền lại cho mình nha các bạn. Đó là những cái thông tin thường. Khi mà bạn uống thuốc nào cũng vậy, mình mua ở ngoài tiệm thì không có hướng dẫn cặn kẽ của bác sĩ
thì mình phải người tiêu thụ, mình phải tự đọc và tự hiểu và tự biết để mình bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thì mình phải theo cái liều lượng và cái hướng dẫn ở trên chai thuốc để mình uống cho đúng nha các bạn. À, các bạn đừng có nghĩ nếu mà mình có thuốc mình nói mình uống nhiều mình sẽ mau hết bệnh. À, không phải như vậy đâu nha các bạn. Phải uống đúng liều, đúng giờ, đúng hướng dẫn nha các bạn. À, uống nhiều quá sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của mình nha. À, một cái nữa là khi mà các bạn uống thuốc mà mua không cần toa bác sĩ, nếu mà các bạn đã có bệnh sẵn ở trong người mà đã uống những cái thuốc mà gọi là long term đó, là uống cái thuốc mà dài hạn á, ví dụ bị cao máu, cao đường, cao mỡ chẳng hạn, mà các bạn phải uống cái loại thuốc mà phải uống hoài đó, thì trước khi uống những cái loại thuốc mà mình mua ở ngoài không cần toa bác sĩ đó, mình cũng nên thông qua hỏi ý kiến của bác sĩ, xem bác sĩ có ý kiến gì hay không. Chừng nào bác sĩ ok thì mình mới uống ha. Bây giờ mình nói đến Tylenol đi ha. Tylenol trị gì? Tylenol trị đau, gọi là minor pain, là những cái đau nhẹ nhẹ đó, ví dụ đau răng, nhức đầu, đau cái này nó nói là đau răng nè, nhức đầu nè, đau khớp xương ha, đau bắp thịt, đau mà đau bụng kinh, có những cho những bạn gái đó các bạn, mỗi tới mỗi tháng đẹp đỏ của mình hay đau cramp đó, thì mình cũng uống cái này cũng rất là tốt cho cái trị đau đó, những cái loại đau đó. Và Tylenol uống để giảm sốt nha các bạn, giảm sốt rất là cũng tốt lắm. Khi các bạn vào tiệm các bạn thấy Tylenol đủ loại hết á, từ em bé cho đến người già, và đủ kiểu thuốc nước, thuốc viên, thuốc ngậm trong miệng cho nó tan. Nếu mà các bạn mua Tylenol, dùng Tylenol cho trẻ nhỏ, những em bé, thì cha mẹ cần phải lưu ý là phải uống theo liều lượng nha các bạn. Tại vì cho khi mà em bé nhỏ đó thì Tylenol mỗi cái độ tuổi nó sẽ có một cái liều lượng khác nhau, hay là mỗi cái cân nặng đó nó sẽ một cái liều lượng khác nhau, thì cha mẹ cần phải lưu ý để cho con mình uống cho đúng nha các bạn. Đó là những cái mà mình về Tylenol. Thì Tylenol có một cái mà các bạn rất là quan trọng, các bạn cần phải lưu ý là các bạn phải uống Tylenol đúng liều. Tại vì Tylenol mà mình uống quá liều đó, nó sẽ dẫn đến bệnh bị hư gan hay là hư thận nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có bị bệnh trong người mà bị gan hay bị thận rồi đó, các bạn uống Tylenol các bạn cần phải thông qua với bác sĩ trước nha các bạn. Và có thể là khi mà các bạn uống Tylenol đó, các bạn phải uống với một cái độ thấp hơn là người bình thường nha các bạn. Theo cái bác sĩ hay là nhà sản xuất của Tylenol đó, họ nói đó là bạn không nên uống Tylenol quá 3 gram một ngày. Có nghĩa là một viên Tylenol ở ngoài thị trường là 500 mg, 3 gram có nghĩa là 6 viên ha, 6 viên Tylenol 500 mg. Thì có nghĩa là bạn không nên uống quá 6 viên Tylenol trong vòng một ngày. Một ngày là 24 tiếng đồng hồ đó. Uống nhiều sẽ dẫn đến hư gan nha các bạn. Đó là cái rất là quan trọng ha. Nhiều người đã bị lắm rồi đó ha, nhất là người lớn tuổi. Thứ nhất. Thứ nhì nữa, nếu mà các bạn đã bị bệnh đau mà đã có uống thuốc trị đau nhức nào rồi đó mà các bạn muốn uống thêm Tylenol, các bạn cũng nên hỏi qua bác sĩ hay là dược sĩ trước khi các bạn uống. Tại vì có nhiều loại thuốc trị đau nhức mà có toa bác sĩ đó, ở trong đó, trong viên thuốc đó đã có chất Tylenol rồi. Khi các bạn uống thêm Tylenol ở ngoài nữa đó, có thể dẫn đến hiện tượng là overdose, là uống quá liều ha, sẽ hại gan của mình đó nha các bạn.
Cho nên các bạn, trước khi các bạn uống, các bạn phải hỏi với bác sĩ nếu mà mình đã uống một cái loại thuốc trị đau nào rồi ha. Một cái thuốc nữa mình nói đến là Advil nha các bạn. Advil trên thị trường có một cái thuốc nữa cũng tương tự với Advil, gọi là Aleve. Nó là naproxen ha. Naproxen với Advil nó nằm ở dưới một cái như một cái dù đi, gọi là NSAID. NSAID là non steroidal anti-inflammatory. Advil trị đau ha, trị đau nhức tương tự như Tylenol, rất là tốt. Nhưng mà Advil có thêm một cái công dụng nữa là trị sưng, rất là hay. Sưng răng, sưng bắp thịt đồ này kia đó, các bạn uống Advil sẽ là công dụng giảm sưng ha. Thì khi mà các bạn uống Advil đó, cái mà các bạn cần phải lưu ý đó là các bạn không nên uống thời gian dài. Uống chừng 10 ngày tới 14 ngày trở lại thôi, không nên uống quá. Vì Advil trong uống trong thời gian dài đó, nếu mà các bạn đã bị bệnh ví dụ như bệnh đau bao tử, bệnh đau dạ dày, uống thuốc Advil trong một thời gian dài hơn 10 ngày á, hay là 14 ngày, có thể dẫn đến tình trạng là xuất huyết bao tử. Như các bạn, các bạn nào đã đau bao tử thì là ulcer đó, cần phải lưu ý. Thứ nhất. Thứ nhì, nếu mà bạn nào mà bị tiếng Việt mình kêu là cao huyết áp đó, high blood pressure đó, cũng phải cần lưu ý. Tại vì uống Advil trong một thời gian dài đó sẽ dẫn đến tình trạng là làm tăng huyết áp của mình ha. Khi mà tăng huyết áp thì sẽ dẫn đến tình trạng gọi là heart attack hay là stroke. Heart attack là nhồi máu cơ tim, stroke là cái gì, đột quỵ gì đó ha. Thì sẽ dẫn đến hai trường hợp đó nếu mà mình uống thời gian quá dài. Các bạn cần phải lưu ý nha. Nếu mình có sẵn bệnh trong người, mình còn phải cẩn thận hơn ha. Đối với mình á, thì Advil mình uống trong khi mà sáng ra mình thấy đau gì đó, mình uống Advil á, trước khi ăn á, thì mình cảm thấy mình bị cồn cào bao tử. Thì để tránh cái trường hợp này đó, thì các bạn nên uống Advil sau khi ăn. Mình ăn cái gì nhẹ nhẹ rồi mình uống, hay là mình uống một ly sữa rồi mình uống Advil ha, cũng được. Nó tránh cái tình trạng mà làm đau khó chịu bao tử của mình ha. Được. Và khi các bạn mua cái thuốc này về từ pharmacy đem về nhà, thì các bạn nên giữ ở một nơi nào đó khô ráo, tránh nó bị ướt, ẩm ướt ha, để bảo tồn cái thuốc được lâu hơn. Thứ nhất. Thứ nhì nữa, nếu mà nhà có em bé nhỏ hay trẻ nhỏ, nên để những cái thuốc này tránh xa ha, tránh xa cái các em, để cho nhiều khi con nít nó tưởng là kẹo hay là này kia đó, nó ăn. Tại cái viên thuốc Advil rất là đẹp, con nít nó thích lắm, giống như cục kẹo vậy đó, nó trong và xanh ha. Đó, rất là những em bé nhỏ rất là thích, cho nên các bạn nên giữ tránh xa con nít. Và những cái thuốc mà bên Mỹ đó, thường thường nó có cái gọi là cái nắp đó, nó gọi là safety cap, là cái cáp, cái nắp này dễ, người lớn thì dễ mở, con nít thì khó mở, cho nên thuốc nào thì mình xài nắp đó ha các bạn. Mẹ của mình á hay đổi nắp lắm, không biết tại sao nữa, cứ lấy cái nắp này cái chồng qua nắp kia vậy. Mà mình á thì mình không có thích như vậy, tại nhà mình ngày xưa con mình nó cũng còn nhỏ đó, cho nên cái đó cần phải lưu ý ha các bạn. Nắp nào thì xài nắp đó. Nhiều khi mẹ mình có những cái nắp mà mẹ mình thích, cái mẹ mình xài xong cái liền cái chai giữ cái nắp lại, xong rồi cái mai mốt có mua chai thuốc nào đó cái lấy cái nắp đó chồng vô cái chai mới, rồi lấy cái nắp của cái chai liền đi. Mình không có thích như vậy. Nó cho nên lưu ý là thuốc nào thì chai nào thì phải nắp đó nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi The Giang Family Channel. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc vui vẻ.